Ơi, hai cậu cháu kia chào các bạn đi. Mỗi với cô ba làm gì vậy? Chở nhau ở đâu hay gì vậy? Định đi đâu? Đi lượm đồ à? Đâu vô lên để coi coi. Qua kẹo vô. Bỏ vô rổ cậu ba. Wow. Cái xe thạch luôn nè. Cái xe thạch luôn nè. Cậu ba không tìm được cái gì hết. Hồ lô xiên. Bỏ cho cậu ba đi, mũi tìm đi. Mũi tìm đi, cậu ba đi theo sắt. Cậu ba lụm cậu ba. Con chưa tìm được cái gì. Phát hiện được cái này. Quá trái quá từ trái luôn. Quá là trái luôn, trái chuối à. Mũi tìm thấy được gì? Một cái trứng nữa nè. Wow, cái chai nước nè. Nước gì vậy? Nước nước chứ không phải. Nước dâu. Nước dâu. Wow, người bơ. Người Oreo. Ơ, cô ba sợ nách khổng lồ. Bụi. Ủa sợ nách khổng lồ. Mũi đi, mũi bị rớt quá. Cô ba lụm hết mũi. Từ từ, từ từ. Từ từ thôi, đi từ từ thôi. Mũi đi trước. Mũi ơi rớt. Cậu ba lợi dụng trong lúc mũi gác, cậu ba lụm quá trời luôn. Wow. Kẹo sữa, kẹo sữa. Để lên, để lên. Đâu? 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 Quá. Ngon quá. Mũi có hộp kẹo dưa hấu ngon. Ừ, để cho xích đu đi. Cậu ba đừng trộm nha. Cậu ba không cấm trộm nha. Rong biển tỏi. Rong biển tỏi á. Rong biển nữa chứ gì? Cho này không thấy đâu. À, mũi cho mời cậu ba rong biển luôn. Nhỏ nhỏ nè. Gì cậu ba? Ờ bao rau cậu ba. Kẹo nhân sâm hả? Bánh Milo. Bánh Milo. Ý hồi nãy hình như không ai phát hiện ra cái này. À, cái ba lô. Rau câu ba lô. Rau câu túi sách. Mọi người phát hiện được một cái túi sách rau câu nữa. Có gì nữa không? Đã đây cô muội ơi, cậu ba không có tìm được cái gì hết trơn hết trời á. Tìm nữa coi. Wow, cái gì, cái gì muội? Wow, cái bịch bánh đỏ nữa kìa. Cậu ba chạy muộn rồi cậu ba ơi. Cậu ba thua. Đấy, cậu ba hẹn cái này nè. Cái gì? Đỏ không bóng. Đã. Muội, muội cũng còn cây kìa muội. Cái đỏ không bóng nè. Ai thổi dìu bông bóng thắng nha. Cái gì mũi? Trà sữa. Trà sữa lấy uống luôn. Thôi không thôi. Wow. Wow gì? Wow. Mũi hay quá, mũi còn tìm được một bịch bánh sót còn sót lại nữa kìa. Cậu ba không làm được bông bóng mà thua rồi hả? Thua. Không bóng hết nước rồi. Được mà, mũi làm được á. Mỗi làm được là mỗi chiến thắng luôn á. Ai làm được bấm là thắng nha. Mỗi nhóc cũng bấm luôn đã. Cậu ba hấp nước rồi, nước. Cậu ba phải lắc lắc á. Lên bọt kìa, mới mới làm bấm. Cậu ba không biết cách chơi, mỗi mới biết nè. Cậu ba không biết gì hết trơn á. Bự nhưng mà có một cái à, mũi nó nhóc cái luôn. Thấy mũi. Bây giờ mình lấy ra ăn gì đi. Đi rửa tay đi con, mới chơi con bóng. Cất một kia đi, sao để cái con bóng đây. Thôi vạch được con bóng, mũi lật đật đi rửa tay rồi. Cậu ba đi lẹ lên. Rồi, trong thời gian chờ hai cậu cháu rửa tay. Rồi mũi rửa nhanh chứ ta. Mùi rửa nhanh dữ hơn vậy. Giờ mùi ăn gì? Mùi thưởng thức cái món gì? Món gì vậy chứ? Thưởng thức. Trứng trước đi. Thưởng thức cái món gì giới thiệu các bạn xem với. Trứng nha. Trứng hả? Trứng gì? Trứng quýt phu à? Lucy à? Đâu? Dạ. Thì có Lucy rồi. À, trứng Lucy. Mùi thưởng thức trứng trước. Các bạn sẽ ăn kẹo hồ lô. Ngồi đường. À, ăn hay kẹo hồ lô đi, cậu ba ăn kẹo hồ lô. Mà hình như kẹo hồ lô là mũi tìm được á nha. Chứ không phải cậu ba đâu. Đâu?
hồ lô xiên cay, dám nói hồ lô nào được. Máy bay một kìa, màu trắng. Wow, bà thấy chưa? Bà qua đây ăn đi, qua đây phơi trứng đi. Ôi cậu ba xé, ăn thử coi ngon. Cậu ba được mấy xiên vậy, một bịch vậy mấy xiên vậy? Bốn cái à, bốn que à, mỗi đẻ lên ra ăn để hết à. Lấy giờ mới kéo mà ơi, cái này lấy giờ mới kéo cho cậu ba xé không được hả? Được nhưng mà nó không có ngay đó. Đó được rồi, mỗi ai được rồi, được rồi, được rồi. À, cậu ba ăn trước làm mỗi vất vả mà chạy tới chạy lui. Đấy, năm sau rồi, rồi ăn đi. Mấy sau, mỗi sau được 6 viên vậy mỗi. Sao mỗi nè, đâu mà mở trứng bất ngờ được gì mở ơi. Ngọt ngọt vậy. À, hộp, hộp nãy rắc lên sô cô la, dưới sô cô la chấm luôn hả? Chấm đâu có dính hộp chấm. Ngon ngon dẹt dẹt mùi nó dẹt trứng ngon. Đâu mẹ cắn cái rồi thấy hấp dẫn rồi, giống hồ lô ngào đường rồi bên Trung Quốc. Giòn quá ha mối. Ngon quá, mọi xích mọi chạy luôn, mọi chạy luôn các bạn ơi. À, cô ba có cái này. Cô ba có gì kìa. Cô ba cướp của mọi cái trứng mới mở rồi. Có đồ chơi không mọi, mà mở đồ chơi hết coi. Dạ. Thôi lẹ lên. Ở đây mở không được, chạy vô hoài vậy. Chạy lấy đồ. Không lấy trà sữa ra. Không lấy trà sữa ra uống luôn. Đâu đồ chơi là gì vậy, đem ra mày coi với. Cái gì? Đồ chơi là cái gì? Kiểm tra coi. Nó còn cái bao ở trong nữa hả? À, miếng hang, hai cái miếng gáp B. Con búp B thôi mà, không có gì mọi ơi. Búp B. Gáp cái mình búp B, mọi gáp đi, gáp xong rồi đem ra nha. Dạ. Mình đã gáp được một con này nè. Đâu, mọi gáp được con gì rồi? Trời ơi, gáp được búp bê này hả? Gáp luôn rồi mọi, gáp đâu rồi. Đây nè, tả mọi nè. Mình đã dán mắt mũi miệng cho nó. Dán mắt mũi miệng nữa hả? Thôi khỏi dán đi. Dán cái đó là cái gì vậy? Mắt. Được không? Rồi giơ lên xem. Đâu dán được mắt rồi, ra cái mặt rồi đó phải không? Rồi mọi người dán được cái mặt búp bê rồi các bạn ơi, dán được cái mặt búp bê rồi. Dán gì đây à? Đâu nó đồ chơi đó, dán mắt mũi miệng á. Sao lúc con cần giúp mà không giúp? Lúc làm xong á. Lúc làm xong cô ba ra, cô ba xem thành quả, cô ba kỳ ghê luôn. Để kiểm tra coi mùi, nãy giờ mùi tìm được gì. Cái kẹo dưa hấu các bạn ơi, hũ kẹo dưa hấu rất là ngon. Rồi với gì nữa, hồi nãy cậu ba tìm được cái hũ kẹo gì, trái cây gì bên đây. Kẹo trái cây. Chuối nè, có nãy chuối, trái dâu. Với gì nữa, có chuối với dâu thôi chứ có gì đâu. À có chùm nho nữa nè. Rồi chứ mùi. Wow, mặc áo đầm tím nữa hả? Có hai cái tay lên nữa hả? Cái này cái gì vậy? Cái như nào? Cái này mẹ không biết nữa, chắc là... Cái phụ kiện hả? Phụ kiện gì của nó. Thôi nè, vậy được rồi. Nó có mặt mặt mũi, tay chân, mặc áo rồi được rồi. Bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn nha. Cái gì mà cầm đồ của con vậy? cô ba coi đồ của muội, cô ba kiểm tra của muội nhặt được cái gì mà lạ dữ vậy, cô ba tìm á. Muội coi đồ của ba lại, muội tìm hiểu đồ của cậu ba lại, cô ba được cực tài nách cũng là nhìn cũng ngon, bỏ qua vỏ mình luôn. Cái này nhìn cũng ngon đó. Cái này cũng vậy. Cái này cũng vậy. Cái này nhìn cũng ngon. Chừa lại cậu ba cái wow, đó đi. Ăn luôn hả mùi? Không chữa gì luôn hả mùi? Cái gỗ này đi bán được chắc nhiều tiền lắm.
lấy luôn. Chắc cậu ăn. Giờ con sẽ giảm giá cho cậu ăn làm 50.000 nè. Đi đâu rồi? Ai mua cậu ba không? Mụi dẫn cậu ba đi bán luôn rồi. Bán cái xe cậu ba luôn. Ai mua cậu ba của mụi không? Bán cái xe cậu ba luôn.